Cao nguyên Lang Biang, đốc nhà của Tây Nguyên với độ cao 2.000 mét so với mực nước biển, nơi quanh năm sương mù bao phủ, được thiên nhiên ưu đãi với cảnh sắc tuyệt đẹp, núi non hùng vĩ với những đồi thông ngút ngàn, ví như một bức bích họa của đất trời Tây Nguyên. Trong hành trình tìm kiếm nét đẹp quê hương suốt dọc chiều dài đất nước, Đồng Tâm chọn địa danh Lang Biang đặt tên cho bộ sưu tập gạch kích thước lớn 60 x 120cm. Bộ sưu tập là sự phối trộn của cảnh sắc thiên nhiên Tây Nguyên cùng vân đá cẩm thạch tự nhiên Marble Calcutta. Các nhà thiết kế của Đồng Tâm đã chất lọc những gam màu đặc trưng của cao nguyên Lang Biang, như màu đen của chiếc áo thổ cẩm, điểm xuyến thêm sắc vàng cam đất đỏ Ba Gian, màu trắng của sương mù, quyện một chút xám của đá và một ít xanh của rêu để tạo nên 7 gam màu đặc trưng, mang dấu ấn riêng của Tây Nguyên vào trong bộ sưu tập. Trong khi hoa văn của đá Marble Calcutta được tái hiện một cách chân thực bằng công nghệ in hoa văn kỹ thuật số tiên tiến kết hợp cùng nguyên liệu nhập khẩu, tạo nên chất lượng vượt trội của dòng gạch ốp lát vân đá cao cấp. Bộ sưu tập Lang Biang, bản sắc cao nguyên, tinh hoa từ đá hiếm.